Quý vị đang tìm nhà đường to ngõ rộng mà ô tô đỡ cửa thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này tại quận Hà Đông, giá bán chỉ hơn 2 tỷ. Đường, hai xe ô tô có thể tránh nhau và thiết kế của ngôi nhà rất chi là hợp lý. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Cụm nhà 18 căn này thì đã bán 16 căn và chỉ còn duy nhất 1 và 2 căn. 2 căn này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị với hướng nhà Đông Nam, diện tích 34m. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào? Phần mặt tiền của ngôi nhà được 3,2 m, đường ngõ thực tế trước nhà, đây mọi người có thể nhìn thực tế, và chỗ gửi xe ô tô ngày đêm cạnh nhà. Mọi người theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà. Với căn nhà 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết. Vị trí của nó thuộc Hà Đông, Hà Nội. Và với căn nhà này thì hồ sơ điện nước xong xuôi, sổ sách, giấy tờ pháp lý rõ ràng, riêng biệt từng căn. Tầng 1 thiết kế khu vực để xe, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh cho quý vị. Đây là căn nhà nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần trục đường quốc lộ 6, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Trương Mỹ, đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hoặc quý vị đi làm ở cái cung đường mà theo cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Từ vị trí ngôi nhà này gửi xe ở bến xe Nghĩa và quý vị đi làm ở tuyến đường sắt trên cao Cát Linh theo cái cung đường đấy rất chi là hợp lý bạn. Và với cái thiết kế tầng 1 đây là toàn bộ khu vực để xe mọi người ạ. Đây là không gian phòng bếp của ngôi nhà. Tất cả các căn Ngọc Ánh quay review cho quý vị, đường, ngõ, hướng, giá đều chuẩn chỉnh, 100% pháp lý rõ ràng, sổ sách rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, nó dao động khoảng tầm 60 tới 70% giá trị mọi người ạ. Với phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, chủ nhà hoàn thiện xong đầy đủ tủ bếp cho quý vị. Tầng 1 thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn, phần gạch, phần thiết bị vệ sinh là đã lắp đặt xong hết. Nói chung về hiện trạng là quý vị sáng mua, chiều về ở được luôn, sổ sách rõ ràng. Đây là toàn bộ không gian phần bếp của ngôi nhà. Phụ kiện bếp, tủ bếp, vòi rửa, chất liệu inox 304 lắp đặt xong xuôi hết rồi. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Mọi người mà hợp hướng Đông Nam thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Giá bán rẻ hợp lý, đường ngõ rộng, có thể kinh doanh nhỏ. Kinh doanh nhỏ ở đây thì có thể là với cái xu hướng hiện đại mới nhất bây giờ thì kinh doanh online rất là nên ngôi. Cho nên có rất nhiều quý khách hàng mong muốn tìm nhà đường to, xe cộ đi qua lại thoải mái, và gần như là kho hàng quý vị để ở đây thì bên shipper đến lấy hàng ngày đêm thoải mái. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm công năng sử dụng cho quý vị ở phần 1 phòng vệ sinh, sử dụng cho tầng 1 đầy đủ về bồn cầu, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này phòng khách thiết kế hiện đại các lửng ở phía trên tầng 2 cơ, cho nên ở phía dưới tầng 1, tầng 1 ở đây là quý vị thoải mái sử dụng để xe cộ, cũng như nếu như có kinh doanh để hàng hóa vẫn cứ là ok. Toàn bộ tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế cho quý vị là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách gỗ CNC. Nói chung tầng 1 Ngọc Ánh đã review cụ thể đường hướng vị trí cho quý vị rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đi lên trên phía tầng 2 phòng khách của ngôi nhà. Đây là phần không gian phòng khách. Phần phòng khách của ngôi nhà có một ô cửa sổ nhỏ nhỏ, lấy thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led lắp đặt xong đầy đủ. Rồi ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách đây thì chủ nhà thiết kế một vách gỗ cho quý vị. Đồng thời có một tủ kệ. Nói chung là thiết kế đẹp, tối ưu công năng, sử dụng hợp lý, giá bán hài hòa cho với mặt bằng chung. Đó. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Tầng 2, ngoài phần phòng khách, chủ nhà thiết kế 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ, bếp ở dưới tầng 1 ạ. Đây là phần tầng 2. Phòng ngủ hướng ra mặt ngõ, hướng nhà Đông Nam rất là thoáng. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát mọi người ạ. Đó. Và ở đây thì 18 căn đã bán 16 căn, chỉ còn 2 căn thôi. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Rồi là phần phòng ngủ thiết kế trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Cửa sổ thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm sinh pha 55 và bên trong là cửa inox 304 sơn tĩnh điện. Phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2. đầy đủ về bồn cầu, sen tắm, nóng lạnh. Với căn nhà này, Ngọc Ánh sẽ chia sẻ qua một chút về vị trí địa lý. Tính từ vị trí ngôi nhà này đi lên tới ngã tư Sở, nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính 12,5 km. Đi lên tới trung tâm Hồ Hoàn Kiếm thì nó sẽ rơi vào phải tầm khoảng tầm 16 đến 17 km. Nói chung là căn nhà này nó phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Trương Mỹ, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Đó là hợp lý. Còn nếu như quá xa, quý vị có thể gọi cho bên Nhà Tốt để được tư vấn về quãng đường đi, tư vấn về giá bán, tư vấn qua về ngôi nhà xem nó có phù hợp với lại hộ gia đình mình hay không. Mời người theo em lên tầng 3 tiếp theo của ngôi nhà. Dạ vâng, thưa quý vị, Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 thì thiết kế cho quý vị cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ hai bên. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra bên ngoài. Đây, đầy đủ công năng. Lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ riêng. Đó, lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng ngủ riêng. Với căn nhà này thì cụ thể của nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Biên Giang là một trong những phường gần như là nằm cuối cùng tại Hà Đông. Quỹ đất còn nhiều cho nên giá bán nó rẻ, chứ không phải là nhà kém chất lượng hay là trung sổ đâu mọi người ạ. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, tất cả những căn nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% sổ sách riêng biệt từng căn. Riêng biệt thì mới hỗ trợ vay vốn của ngân hàng, nếu mà sổ chung thì không vay được đâu thưa quý vị nhé. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng riêng rồi. Vậy thì tầng 4 còn lại thiết kế ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một ô giếng trời để lấy thoáng xuống khu vực cầu thang. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 như Ngọc Ánh đã chia sẻ, đầy đủ, toàn bộ là gỗ. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Chủ nhà thiết kế một khu vực để máy giặt riêng là đây. Sàn thoát nước, đầu chờ cấp nước, ổ điện đầy đủ. Một phòng riêng, phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng riêng của mỗi một hộ gia đình. Nói chung nhà có sao thì em quay cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là như vậy. Công năng sử dụng, diện tích, giá bán chuẩn chỉnh, cam kết 100% giá bán từ chủ đầu tư. Còn đâu thì nhà nào mua bán cũng có thương lượng, bao toàn bộ phí thuế, giấy tờ, sổ sách, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây là phần sân phơi tương đối rộng, thoáng, đáp ứng đúng công năng, tiêu chí của mỗi một hộ gia đình. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ ngay với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo 2 số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngọc Ánh chỉ sử dụng duy nhất 2 số đó thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.